Bên thưa quý bà con, cô bác, thì Minh Toàn đang có mặt trong khu du lịch Hạ Long Bay của thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là Minh Toàn đang đi vòng phía ngoài của cái khu vui chơi giải trí. Đây. Thông báo là từ ngày 5 tháng 10 năm 18, bãi tắm Sunwood tạm thời đóng cửa để cải tạo và nâng cấp dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trường hợp tự tắm biển hoặc tổ chức các hoạt động trên bãi biển tắm mà không thông báo hoặc xin phép ban quản lý. Rất mong quý khách thông cảm. Từ ngày 5 tháng 10 là đóng cửa bãi tắm và quý khách mà tự tắm là đi cái gì là không chịu trách nhiệm. Đây là phía bên trong của Hạ Long Bay vào thời điểm bây giờ. Và bên phải chúng ta một bức tường, đấy là cái bức tường mà kéo dài và bao quanh cái khu vui chơi giải trí của Hạ Long Bay. Đi nhanh phết chứ nhỉ. Đấy, xuống khu này là được rồi đấy. Đây là cái lối vào bãi tắm. Đấy, bây giờ thì chủ yếu là một số cái đoàn khách nhỏ nhỏ hoặc là một vài cái gia hộ gia đình thì xuống biển thôi. Còn như Minh Toàn quan sát thì để mà xuống bãi tắm giờ này thì rất là ít. Minh Toàn thử đi vòng vào đây để cho quý bà con cô bác biết được là bãi tắm của Hạ Long Bay vào mùa này nhé. Đây, vào mùa này thì không có khách đâu quý bà con. Đây, khu này là chuyên tổ chức ví dụ đám cưới này, rồi các cái trò chơi vui chơi của các cái đoạn để tắm biển. Nhưng mà ở đây thì vào mùa này thì thực sự là không có khách. Nhưng mà các dịch vụ hầu như là đóng băng hết ở trong khu này rồi. Và tuyến đường này, tuyến đường dọc theo bãi biển đấy quý bà con ạ. Trong này có một cái bãi dừa rất là rộng, trải dọc theo bãi biển, và các cái cây dừa được đánh số hết. Đây, các cây dừa được đánh số hết quý bà con. Ví dụ như đây là một cây dừa 0784 chẳng hạn như vậy. Người ta bao quanh như thế này để người ta xây dựng quý bà con ạ.
Wow, ở đây xây dựng một cái khu khu chắc là quảng trường rất hay luôn, rất hoành tráng luôn. Đây toàn bộ ghế ngồi khán đài. Để xem các cái hoạt động vui chơi giải trí này. Trong này đang xây dựng thì bụi lắm quý bà con ạ, như quý bà con xem đằng trước. Ui, cái cảnh bụi mù như thế này thì chắc là chỉ có Minh Toàn đi quay để mà gửi đến quý bà con thôi, còn chắc không ai dám đi luôn ạ. Thưa quý bà con, cô bác, vừa rồi có cái xe công trường chạy qua bụi quá, Minh Toàn không dám nói gì luôn. Các cái căn nhà biệt thự liền kề đang xây dựng rất là nhiều các bạn con. Và mình thưa quý bà con, cô bác, chúng ta đang là ở trước mặt là cái bãi tắm bãi biển của Hạ Long Bay. Phía xa xa đầu kia là Vịnh Hạ Long. Nhưng mà bây giờ thì là đang xây dựng như thế này. Thì vừa rồi Minh Toàn đã đi một vòng cái Hạ Long Bay thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, để gửi đến quý cô bác có một số cái hình ảnh thực tế bên trong Hạ Long Bay. Mà cá nhân toàn nghĩ là bây giờ quý bà con cô bác nếu ai mà về với Hạ Long Bay bây giờ cũng phải bất ngờ luôn.
nên thưa quý bà con lục bác, đây là một cái dãy nhà mà đang xây ở trong Hạ Long Bay. Thì ở trong Hạ Long Bay này thì các cái là vùng đất du lịch, nên mà khi mà xây xong các ngôi nhà cũng sẽ có màu mè như như thế này quý bà con lục bác ạ. Đây, những cái căn nhà sau khi xây xong sẽ có màu mè như thế này, mỗi căn là một màu luôn. Đấy, mỗi căn là một màu, nhìn rất là tươi trẻ với bà con của bác. Và trên trục đường ở trong Hạ Long Bay này, vì đang xây dựng, mùa xây dựng nên mà quý bà con của bác có thể nhìn thấy cát bụi rất là bụi. Đây là một số dự án của Hạ Long Bay mà đang xây dựng. Đây, như trên đây là quý bà con của bác thấy là khu nghỉ dưỡng hai mặt biển rồi thị trấn Sapa, Lào Cai, quảng cáo các cái khu du lịch, và nhưng mà cũng sử dụng các cái khu mà rất là hoành tráng ở trong này rồi. Bên thưa quý bà con của bác, khi mà quý bà con của bác vào cái mùa mà không phải du lịch Hạ Long Bay thì quý bà con của bác cũng không nên đến Hạ Long Bay. Bởi đến Hạ Long Bay thì về bãi biển cũng không có nhiều cái trò chơi giải trí dành cho quý bà con của bác, và cái cảnh tượng xây dựng như thế này nó cũng diễn ra trong cái mùa mà không phải mùa du lịch. Chính thế mà hôm nay những xem những cái cảnh tướng mà ở trong Hạ Long Bay thì cá nhân Minh Toàn khá là bất ngờ. Thì Minh Toàn nghĩ là với quý bà con của bác, những ai mà không ở trong Hạ Long này, không ở Hạ Long mà quý bà con của bác là du khách ở nơi xa thì cũng sẽ bất ngờ như Toàn, cứ nghĩ là Hạ Long Bay là sẽ đẹp lắm. Nhưng mà thực ra thì đang là mùa xây dựng nên mà nó rất là nhìn bụi bặm và bề bộn.